Sáng ngày 26 tháng 3, hưởng ứng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tại Cục Đăng kiểm Việt Nam diễn ra chương trình Hiến máu tình nguyện, giọt máu đào trao hy vọng do Đoàn Thanh niên Cục Đăng kiểm Việt Nam phối hợp với Đoàn Thanh niên Báo Giao thông tổ chức. Theo các đoàn thanh niên Cục Đăng kiểm Việt Nam, đây là một ngày đặc biệt khi lần đầu tiên sau 6 tháng tại Cục Đăng kiểm Việt Nam lại rực rỡ cờ hoa, tràn đầy sức sống. Thừa nhận có trách nhiệm trước những sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm xảy ra thời gian qua, Đoàn Thanh niên Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết đang nỗ lực từng ngày để sửa sai, coi đây là cơ hội, thách thức để đổi mới, để đăng kiểm Việt Nam đi đúng quỹ đạo và sứ mệnh. Đồng thời nhấn mạnh với hơn 200 đoàn viên tham gia chương trình hiến máu đến từ nhiều cơ quan đơn vị, ngày hôm nay là minh chứng khẳng định đăng kiểm Việt Nam không đơn độc. Đoàn Thanh niên Cục Đăng kiểm đã quyết tâm đoàn kết, đồng lòng, siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi vi phạm tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực đăng kiểm, quyết tâm giữ gìn đạo đức cán bộ đảng viên và người lao động. Chúng tôi coi đây là một cơ hội cũng như là thách thức để đổi mới, để đăng kiểm Việt Nam đi đúng với quỹ đạo và sứ mệnh. Quyết tâm ấy biến thành nhiều hành động cụ thể, nhất là việc làm của chúng ta trong ngày hôm nay. Thưa các đồng chí, ai cũng sống một lần trong đời, sống trong danh dự. Đó là điều mà đoàn viên đăng kiểm Việt Nam thấm thía hơn lúc nào hết. Chúng tôi xin hiến những giọt máu nhỏ bé để gửi tới các nạn nhân tai nạn giao thông. Thay lời muốn nói, chúng tôi đang ngã và chúng tôi đang đứng dậy. Trực tiếp tham gia hiến máu, ông Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đây là hoạt động hết sức ý nghĩa của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Cục Đăng kiểm Việt Nam, thể hiện tinh thần cống hiến vì cộng đồng, nhằm chia sẻ với những hoàn cảnh không may mắn. Từ đó, ông kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn thanh niên, đoàn viên công đoàn, những người có đủ điều kiện sức khỏe hãy tham gia hiến máu cứu người, chung tay vì sức khỏe cộng đồng. Tôi mong muốn và tin tưởng thế hệ trẻ đăng kiểm giao thông luôn phát huy nhiều hơn nữa những truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ Việt Nam, tuổi trẻ ngành giao thông vận tải và của Cục Đăng kiểm Việt Nam, phấn đấu rèn luyện thật tốt và không ngừng học tập để có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Mà nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là chung sức đồng lòng cùng với toàn thể đội ngũ công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị đăng kiểm quyết tâm sửa chữa, khắc phục các sai lầm, khuyết điểm để nhanh chóng khôi phục hoạt động kiểm định phương tiện giao thông vận tải cả nước, phục vụ tốt nhất nhu cầu đăng kiểm của người dân và xã hội theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải. Mỗi đồng chí đoàn viên cần có hành động thiết thực, ý nghĩa, và đây chính là cách tốt nhất, cụ thể nhất để xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng và đội xung kích của cách mạng. Thanh niên là đường cột của dân tộc, là người chủ tương lai nước nhà một cách xứng đáng, chắc chắn nhất. Tại chương trình, rất nhiều cán bộ, viên chức, người lao động Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tham gia hiến máu, trong đó có cả những đăng kiểm viên tranh thủ ngày nghỉ duy nhất trong tuần, vượt hàng chục km để đưa cả gia đình cùng con nhỏ tham gia hiến những giọt máu đào để hỗ trợ các bệnh nhân. Thông qua hoạt động này, các đăng kiểm viên hy vọng người dân có cái nhìn đa chiều hơn đối với lĩnh vực đăng kiểm. Dù có những sai phạm đã xảy ra thời gian qua, nhưng Cục Đăng kiểm Việt Nam, người lao động đăng kiểm đang nỗ lực để sửa sai, không chỉ cố gắng phục vụ người dân trong hoạt động kiểm định xe cơ giới mà còn hết lòng vì nhân dân ở nhiều mặt trận phương diện khác. Lần này thì là lần thứ ba tôi hiến máu tình nguyện. Hai lần trước thì đến trực tiếp viện huyết học chuyển máu trung ương để hiến máu, còn đây là lần đầu tiên được hiến máu trực tiếp tại trụ sở của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Và ngày hôm nay là tâm trạng tôi là rất vui, và tôi cũng hy vọng mong muốn rằng là qua cái buổi ngày hôm nay thì cái tinh thần hiến máu nhân đạo không những ở tại Cục Đăng kiểm Việt Nam mà ở các đơn vị, cơ quan đơn vị khác trong toàn ngành giao thông nói riêng và trên cả nước nói chung được lan tỏa với những ý nghĩa cao đẹp, một giọt máu đào cho đi để giúp cho những nạn nhân tai nạn giao thông cũng như đồng bào mà đang có nhu cầu. Về phía Cục Đăng kiểm Việt Nam thì mặc dù trong cái giai đoạn hiện nay là rất là gặp rất nhiều những khó khăn về nhân sự, áp lực công việc rất nhiều, nhưng mà với tinh thần quyết tâm, cố gắng, nỗ lực phấn đấu để mong sao toàn thể người dân, người xã hội hiểu, đồng cảm và nhận thấy được cái sự quyết tâm nỗ lực của bên phía Cục Đăng kiểm Việt Nam. Đây chắc với mình chắc phải lần thứ 13, 14, bởi vì mình đã hiến máu chính xác là từ năm nhất sinh viên đến giờ và mình chỉ bẵng đi vì là do dịch Covid thôi. Bọn mình hiện tại là đang rất là hết sức cố gắng để phục vụ nhân dân một cách tốt nhất, đảm bảo cho các vấn đề lưu thông của mọi người.
thì bọn mình hiện tại thì đang phải làm việc từ thứ hai đến thứ bảy cả ngày, và chỉ có chủ nhật là bọn mình nghỉ ngơi. Và hôm nay thì mình cũng vẫn lên đây để tham gia hiến máu tình nguyện. Hai vợ chồng mình thì cũng hiến máu nhiều lần rồi, nghĩa là có đợt này thì là hai vợ chồng cũng mong muốn là cùng hiến máu để góp một chút gì đấy cho cộng đồng thôi, nên là cả hai vợ chồng cùng tham gia cái chương trình này thôi. Tham gia hoạt động này thì là cũng là một hoạt động ý nghĩa và cũng là một động lực để cho giúp cho đoàn thanh niên của cục nói riêng và công đoàn của cục nói chung, thì mình mong là hoạt động này sẽ được nói chung là được diễn ra thường xuyên để cho mà các đoàn thanh niên cũng như là công đoàn có thể là góp một phần nào đó vào cho xã hội. Chương trình hiến máu còn có sự tham gia của các đoàn viên thanh niên báo giao thông và sinh viên kỹ thuật các trường đại học giao thông vận tải, đại học công nghiệp trên địa bàn Hà Nội để tạo sức lan tỏa, đề cao tinh thần nhân đạo của dân tộc. Trong ngày hôm nay thì đoàn thanh niên báo giao thông cũng phối hợp với đoàn thanh niên cục đăng kiểm Việt Nam tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo với chủ đề giọt máu đào trao hy vọng. Chúng tôi hy vọng rằng thông qua chương trình thì những đơn vị máu của đoàn viên thanh niên hai cơ quan sẽ giúp đỡ được nhiều người bệnh. Lần đầu tiên em đi tham gia hiến máu thì em cũng có hơi hồi hộp một chút ạ. Em được biết đến chương trình là có bạn học của em là học trường Đại học Giao thông Vận tải, bạn em giới thiệu em đi cùng ạ. Theo ông Nguyễn Giao Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Giao thông Vận tải, đây là một trong những chương trình hưởng ứng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của các cơ sở Đoàn Thanh niên Bộ Giao thông Vận tải. Ông Linh cho biết, chương trình có sự tham gia rất tích cực của các đăng kiểm viên. Điều này đã thể hiện sự quyết tâm của ngành đăng kiểm nói chung và các đăng kiểm viên nói riêng trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và cả nhiệm vụ xã hội được giao. Về các hoạt động hiến máu nhân đạo thì từ năm 2012 đến nay, Đoàn Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức được 9 lần với hàng nghìn đơn vị máu đã được trao tặng cho người dân. Hôm nay thì chúng tôi cũng rất vui mừng là cục đăng kiểm đã tổ chức cái ngày hội hiến máu tình nguyện. Cái cuộc hiến máu này thể hiện được cái tinh thần thiện nguyện, nhiệt tình, tấm lòng của các cái đăng kiểm viên cũng như các bạn đăng kiểm dành cho người dân, đặc biệt là đã góp phần giảm thiểu cái tình trạng thiếu máu tại các bệnh viện và đặc biệt hơn đối với cả những cái nạn nhân bị tai nạn giao thông. Chúng tôi hy vọng rằng qua những cái cuộc này sẽ tạo được cái phong trào lan tỏa hơn tới tất cả các cái đơn vị trong ngành, các đơn vị của bộ.